Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách in trực tiếp từ điện thoại di động sang cái máy in HP LaserJet Pro M404DVK. Copy for Ren in Saigon. Trên màn hình máy in các bạn sẽ bấm nút OK. Main menu setup, OK. Các bạn bấm qua phải qua trái gì cũng được, tìm đến cái mục là Wi-Fi Direct, sau đó bạn bấm OK. Rồi, Wi-Fi Direct Status các bạn bấm OK cái nữa. Thì lúc này nó phải được bật ở chế độ On nhé các bạn. Nếu mà đang bị off thì các bạn bấm qua phải qua trái tìm đến mục On và bấm OK. Chúng ta phải bật cái tính năng Wi-Fi Direct ở trên máy in xong rồi chúng ta mới in được nhé các bạn. Rồi, mình sẽ bấm mũi tên quay trở ra. Wi-Fi Direct Status nha. Rồi, di chuyển qua. Phương thức kết nối, Connect. Connection method. Các bạn để automatic đi ha. Trong này nó có cái hướng dẫn cái phần green wifi direct write này các bạn. Các bạn có thể in ra xem cái hướng dẫn đó. Và dĩ nhiên nó bằng tiếng Anh nên cũng hơi khó khăn đối với những anh chị em mà chúng ta không cần tiếng Anh nha. Rồi, wifi direct name các bạn bấm OK. Thì nó có cái tên nữa các bạn. Cái tên nó giống như là tên của cái máy in vậy đó, hay là những cái modem wifi gì đó, thì cái tên nó là Direct 13HP ha. Rồi, quay di chuyển qua phải, Wi-Fi Direct Password, OK. Thì password mặc định cho nó là 1 2 3 4 5 6 7 8. Một lát nữa chúng ta sẽ kết nối từ điện thoại, mở cái tính năng cổng wifi lên, kết nối qua cái cổng wifi của cái máy in, password nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8 nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn có thể in cái phần Green Wi-Fi Direct Guide. Các bạn bấm OK thì máy sẽ in ra một cái bản. Rồi, trên cái tờ hướng dẫn này á, cái dòng số 1 các bạn, nó để là Wi-Fi Direct Password nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn có thể in cái tờ này ra thì nó có hướng dẫn như mình đã nói ha, nó bằng tiếng Anh nên là nó sẽ hơi rối đối với những anh chị em chúng ta mà không cần tiếng Anh. Rồi bây giờ trên mình bấm qua trái ra ha, và các bạn lưu ý nha, cái đèn wifi nó phải sáng nha. Rồi trên điện thoại di động của các bạn sẽ mở phần wifi lên ha. Rồi các bạn sẽ mở phần wifi lên, các bạn thấy cái chữ là Direct 13HP nè, bạn chọn vào nhập mật mã vào, mật mã nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8, sau đó bạn bấm kết nối. Rồi nó hỏi nữa ha, các bạn nói là luôn luôn kết nối. Rồi, đã kết nối mà không sử dụng internet. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở một cái file tài liệu lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm cái dấu ba chấm này, bên góc phải phía trên của màn hình điện thoại này. Chọn vào chữ in. Rồi cái dòng phía trên cùng là chọn máy in, các bạn bấm vào mũi tên. Rồi các bạn thấy ha, cái máy in HP LaserJet Pro M404
IP là 192.168.223.1, các bạn chọn vào khổ giấy. Trong phần cài đặt nó, bạn có thể bấm mũi tên sổ xuống này, lựa chọn những cài đặt nào nó phù hợp với nhu cầu của các bạn. Thì trong này nó có phần in hai mặt luôn các bạn. Rồi các bạn chọn theo cạnh dài ha, chọn cạnh dài là lật theo theo chiều để không có bị ngược đầu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào cái hai kênh có màu vàng biểu tượng của máy in rồi. Rồi sử dụng dịch vụ in mặc định, ok. Rồi các bạn thấy ha, bây giờ máy lên ra in hai mặt luôn nha các bạn. Các bạn cũng lưu ý là khi chúng ta sử dụng in trực tiếp từ điện thoại di động sang máy in thì nó chỉ hỗ trợ in cơ bản thôi nha, nó không có hỗ trợ nhiều tính năng nha các bạn, không có mà chỉnh sửa file canh cạnh này kia ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay hữu ích, tặng cho một like, share, subscribe và bật chuông nha. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.